Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà Thái Nguyên, giàu vitamin C và EGCG, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ngày xưa đó ngu ngốc lắm. Em nhận ra là má. Cái giây phút chia tay xảy ra là không phải là do bọn em hết yêu nhau hay là không phải là vì lý do phía bên ngoài, mà là lý do là bởi vì bọn em để cho nhau có không gian để mà bọn em phát triển tiếp. Như em được sống giây phút đầu tiên. Quay chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mây ngừng trôi, do ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mai sau để cho anh ngóng em. Có lẽ vẫn còn ngày sau là đoạn đường tôi chờ em đi về. Trời nhiều mây đen màu nhăn nhem, từ quận hai qua nhà má em. Nghe em cứ anh là, cứ anh là. Oh, oh, oh.